kiểm tra cơm của nồi cơm Media MDLC1870 dung tích 1,8 lít. Đấy, nồi điện tử có 6 chức năng cài đặt sẵn, gồm là nấu cơm, luộc, nấu canh, hầm xương, nấu cháo. Cơm thì rất là dẻo, đều và không dính son. Dung tích lớn 1,8 lít có thể đun cho từ 4 đến 8 người ăn. Mọi người nhìn cơm rất là ngon này. Chín đều. Mọi chi tiết xin liên hệ Thành Được, số điện thoại 0949873111, Zalo 0972802081. Xem hàng trực tiếp tại địa chỉ Lam Sơn, Minh Cường, Thường Tín, Hà Nội.